Nè, tác phẩm mới của anh. Có phải em cũng muốn thử bánh của anh làm ra sao mà? Ngon lắm. À, có cái này nữa. Nè, trước tiên anh muốn đi một vòng châu Âu. Từ trước tới giờ, ngoài chuyện làm bánh ra, anh không nghĩ tới chuyện gì khác. Bây giờ anh muốn dành thời gian để đi du lịch, nhìn ngắm lại coi mình muốn cái gì, mình giỏi những gì. Đi cùng anh nha. Đi với anh nha, bà xã. Anh nói thật hả? Thiệt, hơn bao giờ hết. Bữa nay trời đẹp quá. Đẹp thiệt. Phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như những